Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là mình đang có mặt tại đình An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Hôm nay ở trong đình An Hòa này có tổ chức một phiên chợ rất là đặc biệt đó các bạn. Đó là phiên chợ chúng ta đi mua hàng là sẽ không có tốn tiền nha. Bà con cô bác là giờ là mới 6 giờ mấy sáng mà bà con cô bác đã tập trung đông rồi nè. Phiên chợ này tổ chức là giấc 7 giờ đó, mà giờ mới có 6 giờ mấy nên bà con tập trung đông rồi nè, mà chưa có được vô nha mọi người. Tới đúng 7 giờ sáng là mới mở cửa cho vô. Giờ mình quay cho mọi người xem ở phía bên ngoài ha. Đó, ở phía ngoài bà con đang tập trung rất là đông. Giờ mình canh xe mà có xe vô á, chứ mình đi theo sau mình luồn luồn vô. Mình quay ở phía trước đình An Hòa là có mấy cây dầu cổ thụ rất là bự luôn nè. Dầu này chắc cả trăm tuổi rồi đó. Giờ mình đứng đây mình canh ha, mình canh có xe chạy vô á, cái mình đi theo xe vô. Đặng mình vô trong để mình quay rước cho mọi người xem. Tại vì chưa tới giờ bán rồi, thức ăn bày ra sẵn nên mình quay dễ. Chứ một chút mình vô chung lượt với người ta rồi, người ta mua rồi chen lấn rồi mình khó quay á. Rồi giờ mình đi vô nè, mình đi vô theo xe này, mình đi vô lẹ nè. Đó, bà con đứng ở ngoài là không được vô. Quá luôn. Chen vô vô. Mình đi, mình chen vô là mình qua được à. Đó. Rồi ok. Rồi mình vô trong được rồi nè mọi người. Rồi mình đã đi vô tới trong rồi nè. Ở đây là ở phía sau là chúng ta có một cái tấm băng rôn bự nè. Tấm băng rôn này ghi là phiên chợ ẩm thực món ăn chay không đồng, chia sẻ yêu thương. Đó, đây là lần thứ nhất nha mọi người. Ở An Hòa mình là tổ chức lần thứ nhất năm 2023. Giờ bà con đứng tập trung ngay chỗ cái tấm băng rôn này nè. Đó, giờ mình sẽ đi trong, mình quay cho mọi người xem ha. Tại giờ là chưa tới giờ bán đó, nên thức ăn còn nguyên hết luôn nên mình quay dễ. Ở phía bên trái này là có một gian hàng bán quần áo nè mọi người. Bán quần áo. Cái bên đây là bán gì đây? Để mình coi. Bán hạt é. Bán nước giải khát các mọi người. Bán hộp é với bán mấy cái hộp gì đó. Ở đây là bán rau củ quả nè. Đó, bầu bí với bánh tráng. Đây là bánh tráng nè, bánh tráng này nhiều ghê. Kế bên đây là mình bán chè thập cẩm. Hai mâm chè thập cẩm nha mọi người. Đây là gian hàng họ Đạo Lộc Hưng. Họ Đạo này là họ Đạo Câu Đài nha mọi người. Đó, giờ qua kế bên là mà gian hàng bán bánh mì. Mà bánh mì gian hàng này chắc nhận đâu hồi sớm nên giờ xong hết rồi. Nó cứ mọc là ổ, bọc ổ vậy đó. Này là trong chợ lá Lộc Hưng ra nè mọi người. Rồi ở dưới đây là cũng có rau củ quả nè, dưa leo, củ này củ kia rồi á. Để mình đi qua đây mình coi tiếp ha. Bên đây cũng bánh mì với rau củ quả luôn. Giờ mình chuyển sang cái dãy mấy bên phải ha. Dãy mấy bên phải là cũng quá chừng bánh mì nè. Bánh mì với cà ri á mọi người. À, cái bánh mì này là ăn cà ri. Đây chủ yếu là cà ri nha, chứ không phải là bánh mì nhận nha. Nó hai giỏ luôn. Hai giỏ này chắc cũng cả trăm phần đó mọi người. Phía bên đây là chúng ta có xôi nước. Xôi nước hay còn gọi là bánh trôi nước á.
Đó, nguyên một nồi bự luôn nè. Bây giờ cái gian hàng người ta đang múc ra để sẵn á, chút có gì mình bán cho nó lẹ chứ khỏi đứng múc lụp chụp. Giờ mình qua gian hàng kế tiếp ha. Ở đây là mình nhìn sâu vô mình thấy cái cổng trước của đình luôn á, nhìn xa lên là thấy hả. Giờ bán dài lên tới cổng trước á. Kế bên đây là mình có bánh tráng trộn nè, bánh tráng trộn mà trộn sẵn á. Bên đây là bánh ướt mọi người, bánh ướt hay bún gì đó. Đây là gian hàng dịch vụ nấu ăn sáu bé đó. Ở trong đây là những cái hộ kinh doanh á, ta vô đây người ta đăng ký, người ta bán đồ không đồng á, rồi người ta in cái bảng tên của cái doanh nghiệp, cái cơ sở ta lên. Các bạn mà mốt mà mình ở trong địa phận xã An Hòa đó, khu vực phường An Hòa đó, các bạn có nhu cầu thì nhớ những cái gian hàng này nè là có tên cơ sở đó, mình có nhu cầu thì mình ủng hộ người ta đó. Trong đây giống như là cũng vừa bán không đồng mà cho ta biết tới thương hiệu á đó. Đó, giờ mình đi dài lại phía trước ha. Còn nhiều lắm, còn nhiều gian hàng lắm. Giờ ở đây có bên phải nữa, là bên phải là có củ mì, có củ mì với xôi nước luôn đó, có củ mì với xôi nước luôn. Đây bên đây là có bánh ú nè đó, bánh ú với bánh ít với mì gói nữa, mà mì gói thì hơi ít. Qua tới đây là có cà phê nè mọi người, cà phê với cà phê sữa luôn đó. Gian hàng này là của quán cà phê Cây Điều nha. Nó cà phê ta pha sẵn vậy đó, ai tới uống cái mình pha liền luôn. Bên đây là còn dài dài nữa nè. Bên đây là có bánh ú nè, bánh ú lá tre với bánh da lợn. Bên đây là có rau củ quả với bún, bún nước mắm hay là bánh ướt gì đó. Tại bún với bánh ướt là vô hợp giống nhau, có bánh nước mắm á, nên mình cũng không phân biệt được nữa. Bên đây là có súp cua nè mọi người, súp cua chay đó với khoai lang. Để con zoom lên là gần á. Kế bên là mình có gian hàng bánh mì nè mọi người, bánh mì chay nha. Đó, mấy cô đang đứng nhận cái bánh mì nè, đang mỏi bánh mì với đang nhận nhân nè. Đồ chay không mà nhìn ngon lắm, chút nữa thế nào mình cũng mua một ổ nè. Rồi để giờ mình qua cái gian hàng kế tiếp ha. Bên đây là cũng là bán cái bánh mì luôn đó, bánh mì quá chừng. Nên là giờ mình đi vô trước mình mới quay được vậy nè. Chứ chút nữa mình để tới giờ mình đi vô chung với người dân mà vô mà mua là đông lắm là quay không được. Đó,
Tại vì mình đi nhiều cái chợ lá rồi mình biết vô là đông lắm, bu vô đông là không thể nào mình quay được hết. Nhưng mà có chợ lá ở phường An Hòa mình là bán đúng giờ đó, nên mình mới có cơ hội để mình quay cho nè. Còn những chợ lá khác là cua là vô là mình khó quay được lắm, mình khó quay được đủ món lắm. Có khi vô quay người ta mua gian hàng đó, người ta mua trong vòng 5 phút là hết liền luôn. À, bên đây bán gì? Đây bán gì mà chắc hợp luôn nè. Này xoay bánh mì với xoay xoay mà vô dày chắc cả mấy trăm hộp đó mọi người. Nó một lớp như là khoảng 30 hộp đó, mà từ dưới lên là 5 lớp trăm mấy. Bánh mì cũng nhận sẵn nè, vô bọc rất là dễ sinh nha mọi người. Một ẩu là một cái bọc riêng biệt, còn nhân này là nhân chai nè, nhân này nhìn ngon nè. Đó, rất là nhiều luôn. Nó đây mình nhìn dài ra phía sau nè, là chưa tới giờ mà bà con đã vô, mà vô giống như mình vậy đó, nên đông. Nên đông từ từ chút nữa mà mở cửa là còn đông hơn nữa. Giờ mình đi ra phía trước cái cổng trước nè, giờ đi ra hướng cổng trước là cũng còn nhiều gian hàng lắm. Bên đây là có gian hàng bánh quy nè, bánh quy là cũng vô hộp vệ sinh đồ hết luôn, nhìn rất là sạch sẽ. Bây giờ là chưa tới giờ bán nên còn thưa, với lại mình còn quay được, chứ chút nữa tới giờ bán là mình khỏi quay luôn á. Là người ta vô người ta mua đông lắm, là không có chỗ chen chân, là coi như là giờ mình mới cái review được từng gian hàng bán món gì ha. Bánh tét nè, ở đây món gì ta, khoai mì hả, như nè, nước sâm với khoai lang, khoai mì. Ở phía trong đây là có bán bánh tráng nè, bánh mì, bún với dừa mà chặt sẵn luôn mọi người. Ở đằng kia là bánh ú. Còn ở phía ngay cái cổng trước luôn là mình có một cái quầy, có một cái gian hàng đi, gọi là cái gian hàng đi. Gian hàng này bán rau, quá trời rau luôn nè. Với ở phía sau là có mì gói với gạo nữa. Gian hàng này mình thấy là hoành tráng nhất luôn nè. Có ớt, tỏi với tàu hũ nữa. Còn ở phía trước sân đình á, phía trước sân đình ngay chỗ sân khấu là cũng có rất nhiều gian hàng luôn. Để giờ mình lại đây mình quay tiếp ha. Ở đây là gian hàng của Sì Ba Như Ý, chợ An Hòa. Đây là có bánh xèo với bánh mì. Ủa, bún xào với bánh mì, đọc lộn. Dưới đây là có nước sâm hả, như nè mọi người. Đây in chữ nhỏ mình đọc nó không rõ đó. Đây là xôi giò với trà tặc, vừa bán thức ăn vừa bán nước uống luôn. Còn bên đây là bí, rau cải rồi. Đây cũng vô hộp sẵn rồi nè, đây sắp tới giờ rồi đó. Nên những gian hàng là người ta tranh thủ ta vô hộp chút ta bán cho nó tiện á. Còn phía bên đây là cái dãy cuối cùng nè mọi người. Dãy cuối cùng bên đây là cũng được mấy gian hàng nè. Bên đây có bán cam nữa, cam với bánh ú rồi. Bên đây là có bánh mì, bánh mì với bánh quy đồ luôn nè.
Ở đây có mâm bánh quy nhìn ngon ghê luôn. Ủa này phải có bánh quy không ta? Rồi ở đây tiếp theo là mình có xôi dị. Có xôi dị với bánh quy luôn. Đó, hai mâm, ba mâm luôn. Quay qua lại cái lẫn quay phim mà. Giờ mình đợi tới giờ mở cửa rồi mình quay tiếp cho mọi người xem tiếp ha. Đó, nãy giờ mình quay được một vòng rồi đó. Rồi bây giờ là tới giờ mở cửa cho bà con cô bác vô mua nè mọi người. Nhưng mà chưa có dám mở một lượt nhiều. Mình mở hí hí trước. Đó, giờ đúng 7 giờ rồi đó. Đó, mở hí hí trước. Đó, bà con cô bác đứng ngoài quá chừng luôn luôn nè. Đó, giờ mình được vô từ từ rồi em. Đó, tại không có mở ra lớn á, tại vì cho vô từ từ để vô trong mình còn phát lá nữa. Mình phát lá cho bà con đi mua đồ ăn á, là phát bằng lá bồ đề đó. Nếu như mình mở ra một lượt đó là vô trong mình phát lá là không kịp đâu, nên mình phải mở từ từ thôi. Đó, đây là bà con đang xếp hàng để nhận lá ha. Đang xếp hàng mấy hàng dài sọc luôn. Đó, giờ mở cửa lớn rồi mọi người. Đó, mở rộng đó luôn. Rồi phát lá mà giờ bị tấn công luôn. Đông quá. Quá chừng đông rồi. Đông dễ sợ rồi, giờ không còn xếp hàng nữa luôn. Giờ không còn trật tự như lúc đầu nữa rồi. Rồi ùa vô luôn. Nè, giờ bà con vô luôn rồi nè. Giờ người có lá người không nè, mà giờ mình đi vô luôn nè. Không có còn xếp hàng nữa. Đó. Đó, lúc nãy mà đông như vậy là chắc chắn là mình quay không được. Ở trong mấy gian hàng đông mình quay mình không thấy cái gì đâu. Nên là nãy mình vô trước á, mình quay sơ trước rồi. Đó, giờ bà con vô mua từ từ rồi nè. Có một số bà con chưa có tiền đó, chưa có lá đó, nên mình chưa có vô mua được. Đó, đây nè, đó là bà con vô mua là đông như vậy nè. Mình muốn quay từ món như lúc đầu cũng khó nè, chen vô nữa. Đó, mấy giờ có chút xíu mà cà phê cũng sắp hết rồi. Vô bà con cho mua một lượt đó, nên lẹ lắm. Đó, bà con đi dài ra phía sau này. Đó, quá chừng luôn ha. Đó, giờ mình bán từ từ. Rồi nãy giờ mình cũng đã quay cho mọi người xem toàn cảnh cái phiên chợ lá ngày hôm nay rồi đó. Giờ mình cũng xin kết thúc clip tại đây. Mọi người xem nhớ đăng ký kênh với chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem nữa ha. Rồi, chào tạm biệt mọi người.